Rồi, chào các bạn. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2022. Thì mình test thử cái bộ G41 với cái màn hình nó mua về chai 400.000, coi nó chạy được không nè. Đây, mình mở nguồn lên nè, mình gắn dây điện rồi hết rồi. Thì cái này mình cũng đã có test rồi. Mở rồi lên thì thấy lên ok rồi đó. Đợi đợi cho nó lên màn hình hơi hơi chậm á. Giờ này nó mới lên nè. Rồi thì bấm F2. Còn chạy Windows Bi nữa. Nãy mình có mở lên rồi. Thì khi mình mở cái máy này, bộ này lên này nè, thì mình phát hiện ra cái máy màu trắng mua ve chai 400.000 đó là cái máy gì luôn rồi. Để mở cho các bạn xem. Này chuột không ăn. Này nó chạy Win XP nữa. Nó hơi cũ kỹ một chút nhưng mà nó vẫn chạy được nè. Để coi cấu hình nó là cái gì. Pentium 4 3G. Quá cùi. Rồi thì mở cái ổ đây lên cho các bạn xem. Đây thì phát hiện ra là cái này nó đây. Thấy rõ. Nó là cái máy soi da vi tính 500 BC, kính hiển vi phóng to 50 lần. Thì cái máy này là cái máy soi da vi tính cổ rồi, còn chạy Win XP tới giờ. Bây giờ không biết nó có cái máy đó thì chạy hay không mình cũng không biết, nhưng mà cái máy tính này thì còn chạy nè. Mở lên thì nó còn y nguyên. Dữ liệu rồi thì nó cũng còn sô gia rồi của người ta nó cũng còn. Thì nói chung là còn cái máy đó mình không biết, mình chưa có mở lên, mình chưa game điện nữa. Nhưng mà đồ thì đa số là chạy được á. Mấy cái ấm điện, bàn ủi, đồ máy sấy tóc đồ chạy được hết à. Cái này ta dọn nhà người ta bán ve chai nè, thì cho mấy bà ve chai bả gom rồi bả bán lại cho mình. Thì hôm nay thì để mình gắn thử cái bóc này coi nó có chạy được không. Cái HDD bóc nè. Không nhận à, không, chưa thấy nhận. Rồi thì hôm nay mình chỉ test nhiêu đây thôi, thì đa số là còn chạy luôn á, nhưng mà nó cổ quá thôi. 400.000, không biết cái màn hình này cũng còn chạy nè, màn hình này bốn chiếc nguyên bộ luôn á, là nó còn chạy hết đó. Rồi thì hôm nay mình ấy nhiêu đó thôi. Các bạn nào mà thấy hay thì like share mạnh tay vô kênh mình phát triển, thì mốt có nhiều quà tặng cho các bạn. Rồi thì bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.